Nên là cái quạt chính hãng xịn nhất thị trường bây giờ là cũng vẫn chỉ có quấn qua 2 lạng dây, trong khi đó một cái quạt bé hơn kia bố quấn đã 2 lạng, quạt này to hơn và kia là 1,6 phân, cái chiều dây lõi là 1,6 cm mà đã 2 lạng dây, trong khi đó cái quạt mà 2 cm thì quấn cũng chỉ có 2 lạng dây, như vậy người ta rút bớt dây rất nhiều, chính nó là nguyên nhân gây cháy đấy. Thiếu dây thì đương nhiên nó nóng, nóng phát nhiệt quá mức thì nó cháy. Cái gỡ dây này là chưa thấy ai đăng đi YouTube đâu nhá. Đây là cái độc chiêu gia truyền đấy. Dây nó rối mù lên rồi. À, phải lấy một cái lô không à, lắp nó vào đây này. Lấy một cái tô vít chuôi dài này. Tôi vít dài này. Rồi cái đệm nữa này. Bắt đầu mới đút cái ống này vào đây này. Đó. Khi đút ở ống vào đây rồi, cỡ cái dây bó ra này. Quay lại sang đây tí. Không được nó lật. Quay đã đành rồi nhưng mà lại phải nâng cao lên. Chưa ai từng làm cái công việc này mà họ đăng YouTube đâu. Cái việc này là cái việc ngoài lề. Làm này nó thực sự mất thời gian và mất khó. Mình cũng làm này cũng để cho anh em các con biết rằng đây là công việc nó thật. Biết rằng là có những cái việc nó như thế. Thời gian nó cũng không có gì là khó, mình tuân thủ từng bước chặt chẽ, không có gì khó. Chỉ sợ là cái trong cái công đoạn nào có một chút cầu thả thì sẽ đây này, chỗ này là mình phải giữ bình tĩnh, nó mắc một cái là phải dừng lại, không được quấn cố này, cái này không được cố. Dây mà sắp thế còn lành nặng này là đều có thể sử dụng trong các công việc khác, là có thể quấn biến nắp hoặc quấn hộp số quạt trần cho hết.
ra là vô định gỡ cả hết cả bốn cái cuộn dây quạt nhưng chỉ gỡ một cuộn làm thí điểm. Đây là coi như xong rồi gì đúng không? Mắc cái lúc cuối cùng này, mắc một tí này, cứ bình tĩnh mà gỡ này, rút thôi. Đến phút cuối mà nếu công việc bận là cái đoạn này cũng có thể bỏ đi, nhưng bố muốn rằng là tất cả mọi thứ đều dùng được hết, không có bỏ đi cái gì cả, bố vẫn cứ kiên trì bố gỡ. Nó còn vài vòng này, không khó nữa. Đấy, còn nhìn thấy không, tất cả nó đều là suôn sẻ hết à. Hết những cái vòng này. Đây mình không có ống kính macro micro để quay những chi tiết nhỏ chứ. Vì thế không khó thể hiện được hết, nhưng mà nhìn thế này cũng đã biết là nó rắc rối rồi. Đó. Thấy không? Đây là đã ra hết đúng chưa? Đã ra hết này. Này. Không có gì khó hết. Đấy. Đã ra đến đây sổ rồi hết rồi. Đó là cuộn dây ngon lành. Bây giờ chỉ việc tuốt dây là một lần nữa là xong. Nếu bố chưa cần tuốt dây, bố để này để lần sau mình còn biết nó là cuộn dây gì. Đấy. Thế là đã xong cái phần cuộn dây này, gỡ dây rối này. Cái rối này, cái cảm giác rối này nó chỉ đánh lừa mình thôi. Nó đánh lừa đấy, nó không thật, dối nó không thật, ảo giác ấy, giống như ảo giác trên sa mạc. Cái này là chữa thành 0,17 vì nó là cuộn làm việc này. Đấy, cái tên cũ của nó là dây 0,15, chữa thành 0,17 này. Thế thôi.